Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Sáu ngày 31 tháng 7 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Đại dịch viêm phổi Vũ Hán, châu Á đối mặt với làn sóng thứ hai. Hàng loạt những kỷ lục buồn tại các nước cho thấy virus corona đang trở lại châu Á, Úc, Ấn Độ và Trung Quốc. Ngày 30 tháng 7 đã ghi nhận số ca nhiễm tính theo ngày đạt kỷ lục mới. Nhật Bản, Hàn Quốc có số ca nhiễm mới liên tục tăng. Việt Nam cũng ghi nhận nhiều ca mới sau hơn 3 tháng không có ca nhiễm trong cộng đồng. Bắc Triều Tiên tưởng như là nước hiếm hoi miễn nhiễm với đại dịch viêm phổi Vũ Hán, thì ngày 26 tháng 7 đã ban bố tình trạng khẩn cấp tối đa tại thành phố Kaesong sát biên giới Liên Triều sau khi phát hiện một ca tình nghi dương tính với viêm phổi Vũ Hán. Úc vừa ghi nhận ngày tang thương nhất vì viêm phổi Vũ Hán với 13 ca tử vong và hơn 700 ca nhiễm mới trong vòng có 24 giờ. Đây là hình ảnh lực lượng chức năng của Úc đang siết chặt các biện pháp ngăn ngừa lây nhiễm virus corona sau khi dịch bùng phát trở lại. Riêng bang Victoria, bang đông dân thứ hai cả nước, đã có 723 ca nhiễm mới. Đây là kỷ lục mới, chủ yếu là liên quan đến các viện dưỡng lão, trong khi kỷ lục hôm 22 tháng 7 và 27 tháng 7 cao điểm nhất là 549 ca dương tính. Nhưng trên toàn quốc, chính quyền bang Victoria đã ra lệnh toàn dân phải đeo khẩu trang khi ra đường. Trước đó vào ngày Chủ nhật 26 tháng 7 cũng đã có một ngày chết chóc khi 10 bệnh nhân qua đời và số ca nhiễm mới tiếp tục tăng dù các biện pháp giãn cách xã hội nghiêm ngặt vẫn được áp dụng. Thủ tướng Scott Morrison vừa qua đã trả lời phóng viên báo chí như sau: "Chúng ta cần cẩn thận không rơi vào suy nghĩ rằng tại Úc có một dạng miễn dịch vàng trước loại virus này." Và hơn một nửa số bệnh nhân nhiễm viêm phổi Vũ Hán tại Úc đến từ bang Victoria và thủ phủ Melbourne, thành phố đã kích hoạt chế độ cách ly này. Làn sóng lây nhiễm mới từ Victoria lan sang một số khu vực khác, bao gồm cả bang đông dân nhất cả nước như New South Wales, nơi thành phố Sydney đã ghi nhận 18 ca nhiễm mới. Giới chức chính phủ đang cân nhắc thêm nhiều biện pháp ngăn chặn dịch bệnh lan rộng như siết chặt kiểm soát dịch tễ và đi lại. Tuy nhiên, điều này đồng nghĩa với việc kéo theo những hậu quả kinh tế to lớn. Ấn Độ, một trong những quốc gia có nhiều bệnh nhân viêm phổi Vũ Hán nhất thế giới, cũng phát hiện hơn 52.000 ca nhiễm mới trong vòng 24 giờ. Đây là hình ảnh một bệnh viện dã chiến dựng tại Bombay, Ấn Độ vào ngày 11 tháng 6 năm 2020 cho các bệnh nhân viêm phổi Vũ Hán. Đây là số ca nhiễm tính theo ngày cao nhất tại Ấn Độ kể từ khi dịch bệnh bùng phát. Quốc gia Nam Á đang là nước có số ca nhiễm virus corona cao thứ 3 trên toàn thế giới. Mặc dù một số thành phố lớn như New Delhi và Mumbai bắt đầu ghi nhận xu hướng ca nhiễm giảm, nhưng dịch bệnh đang bùng phát nghiêm trọng ở các khu vực nông thôn. Một dấu hiệu có thể được coi là cơn gió xoa dịu tình hình tại đây là dân nghèo Ấn Độ bị nhiễm nhiều nhưng kháng cự tốt hơn. Đài RFI của nước Pháp cũng đưa tin gần 7.000 người đã được xét nghiệm kháng thể chống viêm phổi Vũ Hán, tức là để biết xem họ đã bị nhiễm virus corona hay chưa. Kết quả rất đáng kinh ngạc, 16% cư dân ở những vùng khu bình thường đã bị lây nhiễm và tỷ lệ này là 57% ở các khu ổ chuột. Có thể được đó suy ra khoảng 1/3 dân cư tại thành phố Bombay, thủ đô tài chính của Ấn Độ đã bị nhiễm virus corona. Tại các khu phố nghèo ở ngoại ô, nơi nhà cửa chật chội và người dân thường phải dùng chung nhà vệ sinh, virus rõ ràng đã lây lan nhanh hơn. Tuy nhiên, không có tử vong hàng loạt, có nghĩa là người dân nghèo kháng cự tốt hơn với virus corona, theo giải thích của Ursula Cotun, nhà sinh học thuộc trung tâm TIP, nơi tiến hành nghiên cứu này. Tỷ lệ tử vong tại các khu ổ chuột thấp hơn nhiều so với các khu vực khác, có thể là do người dân bị nhiều bệnh khác đe dọa và họ đã được miễn dịch nhiều hơn. Như vậy, người nghèo ít bệnh tật hơn, họ chống chọi tốt hơn. Một nghiên cứu tương tự được tiến hành ở New Delhi cho thấy 25% cư dân đã bị lây nhiễm. Tuy tỷ lệ này chưa đủ để tạo miễn dịch tập thể, nhưng chắc chắn là các ca nhiễm mới từ vài tuần qua đã giảm xuống tại hai đô thị này. Và Trung Quốc đại lục mới đây công bố số ca bệnh mới là 105 trong vòng 24 giờ và mức tăng ca bệnh viêm phổi Vũ Hán tính theo ngày cao nhất ở đại lục kể từ tháng 4 cho đến nay. Đây là hình ảnh lực lượng chức năng đang thực hiện nhiệm vụ trong chiến dịch chống viêm phổi Vũ Hán tại một gia đình tại thành phố An Thây ở Tân Cương. Kỷ lục trước đó
là ngày hôm trước 29 tháng 7 với 101 ca nhiễm virus corona chỉ trong vòng 24 giờ. Đa số ca nhiễm mới được ghi nhận ở tỉnh Tân Cương, nơi đa số dân cư là người Hồi giáo và có rất nhiều trại tập trung người Duy Ngô Nhĩ. Từ ngày 18 tháng 7, Trung Quốc cho tiến hành một cuộc chiến dịch xét nghiệm tầm rộng lớn tại thành phố Urumqi, thủ phủ vùng tự trị Tân Cương, viễn Tây đất nước, sau khi phát hiện một ổ dịch viêm phổi Vũ Hán mới ở đây. Sau 149 ngày, không có một ca nhiễm COVID nào, một người đã bị phát hiện dương tính vào hôm thứ Tư, 15 tháng 7, và sau đó thì có đến 39 người mang mầm bệnh trong thành phố này. Và để kiềm hãm dịch bệnh, chính quyền thành phố thông báo một chiến dịch xét nghiệm tầm kiểm soát rộng lớn. Truyền thông chính thức loan báo là xét nghiệm miễn phí. Nhiều khu phố đã bị cô lập hoàn toàn. Một số cư dân không được quyền rời nơi cư trú nữa. Nhiều nhóm chuyên gia y tế từ Vũ Hán đã được gửi đến tiếp viện nơi đây. Và những biện pháp mới chống đại dịch viêm phổi Vũ Hán này diễn ra tại một thành phố vốn dĩ đã rất ngột ngạt về sự giám sát chặt chẽ của cảnh sát. Ngoài Tân Cương, Trung Quốc có phát hiện một ổ dịch vào tuần trước tại một nhà máy chế biến thực phẩm ở Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh. Các quan chức cho biết công nhân ở đó tiếp xúc với bao bì có virus đựng hải sản nhập khẩu. Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh đã thực hiện phong tỏa từng phần để kiểm soát dịch này. 52 trường hợp nhiễm viêm phổi Vũ Hán đã được xác nhận tại thành phố Đại Liên vào tuần qua, trong đó có 30 nhân viên tại nhà máy. Và hơn 3 triệu người đã được xét nghiệm ở Đại Liên. Shao Lian, người đứng đầu Ủy ban Y tế của thành phố Đại Liên cho biết vào hôm 29 tháng 7 rằng các địa điểm công cộng bao gồm thư viện, phòng tập thể dục, quán bar, bảo tàng, nhà hàng và spa sẽ bị đóng cửa. Sau khi dịch bệnh bùng phát vào tháng 6 ở Bắc Kinh, khiến hơn 300 người bị lây nhiễm, chính quyền Đại Liên đã sử dụng phương pháp tương tự thủ đô bằng cách phong tỏa các quận khác nhau dựa trên mức độ rủi ro của những quận đó. Tại Hồng Kông, dịch bệnh cũng bắt đầu lan rộng. Đây là hình ảnh đặc khu trưởng Lâm Trịnh Nguyệt Nga của Hồng Kông. Trong nhiều ngày liên tiếp, Hồng Kông ghi nhận hơn 100 ca nhiễm mới hàng ngày và gần 1.500 ca nhiễm từ đầu tháng 7. Ngày 29 tháng 7, trưởng đặc khu Lâm Trịnh Nguyệt Nga cảnh báo nguy cơ dịch phát triển trên diện rộng. Rất nhiều biện pháp giãn cách xã hội nghiêm ngặt đã có hiệu lực từ ngày 29 tháng 7 như phạt 5.000 đô la Hồng Kông nếu tụ tập quá 2 người. Trước nguy cơ dịch lan rộng, chính quyền Hồng Kông tính đến khả năng lùi lại một năm cuộc bầu cử hội đồng lập pháp được dự kiến diễn ra vào ngày 6 tháng 9. Đây sẽ là một đòn nặng nề đối với phe đối lập ủng hộ dân chủ vì họ hy vọng giành được đa số trong cơ quan lập pháp sau khi Bắc Kinh áp đặt luật an ninh quốc gia ở đặc khu hành chính này. Trên mạng tweet, Hoàng Chi Phong, một nhà đấu tranh vì dân chủ Hồng Kông đã lên án lấy cớ dịch bệnh để hoãn bầu cử chắc chắn là nói dối. Và trước thực trạng căng thẳng tại Hồng Kông, văn phòng cảng của chính quyền Thẩm Quyến và văn phòng cảng thành phố Chu Hải lần lượt đưa ra thông báo cho biết triển khai công tác thống nhất với phòng chống và kiểm soát dịch bệnh ở tỉnh Quảng Đông, tạm ngừng chính sách thừa nhận cách ly y tế tại Hồng Kông đối với viêm phổi Vũ Hán. Tức là những người sau khi hoàn thành việc kiểm dịch bắt buộc 14 ngày tại Hồng Kông thì trong vòng 24 giờ sau khi vào Thẩm Quyến vẫn tiếp tục được cách ly theo dõi y tế trong 14 ngày. Và tại Bắc Triều Tiên, thành phố Kaesong sát biên giới Liên Triều được ban bố tình trạng khẩn cấp tối đa. Toàn bộ 200.000 cư dân ở thành phố đã bị cách ly. Đây là hình ảnh Cho Rong-hee, Chủ tịch Quốc hội Triều Tiên thị sát tình hình tại Kaesong vào ngày 30 tháng 7 năm 2020. Thành phố này được phong tỏa chống viêm phổi Vũ Hán sau khi có người từ Hàn Quốc trốn sang. Theo hãng thông tấn Bắc Triều Tiên KCNA, thì một sự kiện khẩn cấp đã xảy ra tại Kaesong, nơi một kẻ đào tàu đào thoát sang Hàn Quốc từ 3 năm nay đã bí mật trở về nước vào hôm 19 tháng 7. Người này bị nghi ngờ đã nhiễm loại virus nguy hiểm. Hãng tin Bắc Triều Tiên nhấn mạnh đến tình hình nguy cấp tại Kaesong. Hãng tin Bắc Triều Tiên tuy không nói rõ là đương sự có được xét nghiệm hay không, chỉ biết rằng sau khi được khám nghiệm, nhân vật nói trên đã bị cách ly và chính quyền đã cho truy tìm tất cả những người mà kẻ này đã tiếp xúc. Và truyền thông phương Tây ghi nhận, hãng thông tấn Bắc Triều Tiên tuyệt nhiên không đả động đến việc người này đã vượt biên giới Liên Triều, một trong những khu vực điểm quan sát chặt chẽ nhất trên thế giới. Chỉ biết rằng Bình Nhưỡng ra lệnh điều tra về sự cố nói trên và sẽ trừng phạt đích đáng đơn vị quân sự sơ suất để dẫn tới sự cố này. Và Bắc Triều Tiên
vẫn chính thức khẳng định đại dịch viêm phổi Vũ Hán đã dừng lại ở ngoài biên giới lãnh thổ nước này tính đến ngày 29 tháng 7. Và nước này vẫn chưa báo cáo trường hợp nhiễm dịch nào lên Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Theo phân tích của nhà nghiên cứu Hàn Quốc Chong Han-pun thuộc Viện Nghiên cứu Thống nhất Quốc gia trụ sở tại Seoul, sự việc công bố mới đây có thể là cách thức Bắc Triều Tiên sử dụng để đòi Hàn Quốc giúp đỡ. Trong khi đó, Bắc Triều Tiên và Trung Quốc có một đường biên giới chung dài 1.400 cây số và theo giới quan sát, mỗi ngày vẫn có hàng chục người Bắc Triều Tiên đi qua đường biên giới này để mua bán. Nhà phân tích Mong Hun thuộc Viện Asia Seoul đã xác nhận tiếp như sau. Có nhiều khả năng virus corona thâm nhập vào Bắc Triều Tiên qua ngả Trung Quốc. Hãng tin Anh Reuters nhắc lại từ khi đại dịch viêm phổi Vũ Hán bùng phát tại Trung Quốc cuối năm khoái, Bắc Triều Tiên đã nhận được nhiều trang thiết bị y tế và dụng cụ xét nghiệm của cộng đồng quốc tế, kể cả của Trung Quốc và Nga, hai nước có đường biên giới chung với Bắc Triều Tiên. Có lúc hàng ngàn người dân Bắc Triều Tiên đã bị cách ly, nhưng lệnh phong tỏa đã được dỡ bỏ trong thời gian gần đây. Còn tại Việt Nam, tình hình ngày càng trở nên căng thẳng. Đây là hình ảnh lực lượng công an Hà Nội phong tỏa nhà hàng Pizza tại số 106 Trần Thái Tông ở Cầu Giấy, Hà Nội, là nơi có người nhiễm viêm phổi Vũ Hán. Trong ngày 30 tháng 7, Việt Nam mới phát hiện thêm 14 ca nhiễm mới virus corona, trong đó có 8 người tại Đà Nẵng, 1 người tại Hà Nội, 5 người tại Quảng Nam, đưa tổng số người mắc ở Việt Nam lên 464 ca. Đây là các ca lây nhiễm trong cộng đồng và số lượng tăng lên mỗi ngày. Ca nhiễm mới tại Hà Nội là một người đã ở Đà Nẵng trong 3 tuần và quay ra Hà Nội vào ngày 25 tháng 7. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung đã yêu cầu thành phố dồn sức xét nghiệm, tầm kiểm soát nhanh và đảm bảo 3 ngày phải xét nghiệm xong cho hơn 21.000 người vừa trở về từ Đà Nẵng. Chính quyền thành phố Hà Nội còn ra lệnh hủy bỏ các sự kiện tổ chức nơi công cộng và cho đóng cửa các quán bar, câu lạc bộ từ ngày 30 tháng 7. Dịch bệnh từ Đà Nẵng đã lan ra 5 tỉnh thành khác nhau và Việt Nam kể từ hôm nay tăng cường các biện pháp hạn chế để phòng chống dịch lan rộng ra cả nước. Thành phố Hội An tái lập biện pháp giãn cách xã hội từ ngày 31 tháng 7 năm 2020 đến ngày 14 tháng 8 năm 2020. Tỉnh Đắk Lắk từ sáng hôm nay cũng đã tái lập biện pháp giãn cách xã hội, đóng cửa các dịch vụ không cần thiết và cấm các cuộc tụ họp trên 20 người ở nơi công cộng. Các tỉnh ven biển Quảng Nam và Quảng Ngãi thì ra lệnh đóng cửa các bãi biển và hạn chế mở cửa các cơ sở kinh doanh. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Sáu ngày 31 tháng 7 năm 2020 với bản tin Viêm phổi Vũ Hán, châu Á đối mặt với làn sóng thứ hai. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.